Ai cũng biết Lữ Bố Kích, Đại Đao, Quan Văn Trường, đó là những binh khí đặc thù của Trung Quốc thời xa xưa. Kích là binh khí tổng hợp của thương, đại đao và côn. Vì vậy kích trong Thiếu Lâm là một trong những binh khí dài khá cơ động, thiên biến vạn hóa, kỹ thuật phức tạp, phóng, đâm, gạt, đỡ, chém, bổ, trở, cán, đã làm khó chịu cho đối phương. Điều đó đã được minh chứng trong lịch sử Trung Hoa.